lạ. What I lack mean? Lack là gì? Lack thì thường là delay, number, laser, delay. Nghĩa là gì? Không phải lúc nào hai hành động nó cũng kết nối, nó cũng tiếp diễn nhau một cách đồng thời. Nó có thể có một cái khoảng ghép. Ghép này đôi khi nó mang tính kỹ thuật, technique. Đúng không ạ? Đó. Nào, bây giờ mình sẽ xem là mình sẽ có một cái cốt. Thường là cái chữ cái đầu tiên ấy thì nó là cái start or finish của cái predecessor. Chữ cái thứ hai là start or finish của cái successor. Và nếu nó có chữ số ấy, thì nó là năm. Cái left. Ví dụ, if construction project after complete it for construction of the frame start after 3 days. Đây là mối quan hệ gì? Đây là mối quan hệ gì? Finish to start. Cái nào là predecessor? Pouring concrete. Tức là mình đổ xi măng. Đúng không? Và đổ xi măng xong rồi tiếp tục với hoạt động xây dựng thì mình sẽ không tiếp tục được ngay. Bởi vì phải chờ cho nó có độ khô nhất định. Thế nên là nó chờ ở đây lép rồi là bao nhiêu? 3 ngày thì mình mới tiếp tục xây dựng tiếp cái khung. Thế nên mối quan hệ của nó là F finish to start 3 days. Đó là nghĩa là FS3. Đó chưa? Bây giờ